Thưa quý vị, báo cáo về nhà ở và thị trường bất động sản của Bộ Xây dựng tiếp tục ghi nhận sự tăng giá bất động sản tại một số địa phương, nhất là tại các thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh. Nguyên nhân chính do đầu cơ thổi giá tiếp tục được chỉ ra. Ngoài các con số dẫn chứng cho thấy quý 3 năm nay, nguồn cung nhà ở, đặc biệt là căn hộ chung cư tăng mạnh nhưng giá bất động sản chưa giảm mà vẫn bị đẩy tăng phi lý. Báo cáo của Bộ Xây dựng cũng nhận định tại một số địa phương vẫn còn tâm lý sợ sai, sợ trách nhiệm nên đùn đẩy né tránh, chậm giải quyết các vướng mắc bất cập, chưa tích cực thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững. Bộ Xây dựng tiếp tục kiến nghị Bộ Tài chính nghiên cứu đề xuất tham mưu cấp có thẩm quyền có chính sách thuế nhằm hạn chế hoạt động đầu cơ mua đi bán lại nhà đất trong thời gian ngắn để kiếm lời. Nghiên cứu về việc đánh thuế đối với nhà đất thứ hai, đánh thuế đối với nhà đất bỏ hoang không sử dụng, đảm bảo phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội của Việt Nam và phù hợp với thông lệ quốc tế.